Một bản đoạn âm phải nói là rất đỉnh cao của nhạc sĩ Hoài Sa. Trong không khí, lễ giờ lắng đọng nhiều rồi sẽ nồng nàn và rực ấm hơn với nhạc phẩm Sóng Về Đâu. Mời quý vị cùng thưởng thức. Biển sâu, đừng dỗ tôi, đừng dỗ tôi ngã rơi tim người. Biển sâu, đừng dỗ nhau, ta dỗ biển lại sóng về đâu. Sóng bạc đầu và núi chim sâu, ta về đâu đó. Về cảm ơn quý vị nhiều lắm. Còn một số những bài hát rất đặc biệt nữa
Quyên sẽ trở lại trong phần 2. Và thưa quý vị, không hiểu tại sao mà Quyên luôn luôn được giao những cái phần việc giống như phần việc này. Quý vị hãy nghe Quyên đại diện cho tất cả anh chị em nghệ sĩ, đại diện cho ban tổ chức luôn. Và hãy nghe những lời này, nó nằm rất sâu, rất chân thật từ trong trái tim của Quyên. Quý vị biết không ạ, đối với những nghệ sĩ mà không có passport Mỹ hay là có passport Canada, là những cuốn passport không cần phải xin visa, thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Bản thân Quyên cũng đã lỡ nhịp với khán giả châu Âu vào năm ngoái, mặc dù Quyên đi châu Âu một năm biết bao nhiêu lần. Và thưa với quý vị là năm nay tất cả đoàn cùng nộp hồ sơ chính tại Thụy Điển. Tất cả mọi người, như quý vị biết, không một nghệ sĩ nào vắng mặt, ngay cả ban nhạc. Đúng không ạ? Chỉ có duy nhất thôi, chính là người anh cả. Trước khi mà Quyên sang đây, Quyên ngồi chơi với anh đến 3 giờ sáng. Cái sự khổ tâm của người nghệ sĩ khi mà biết được rằng chương trình bao nhiêu đồng nghiệp đều có mặt mà mình không thể có mặt ấy, nó nặng nề vô cùng, nó mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà Quyên xin được thay mặt cho anh chị em nghệ sĩ, thực sự cũng thay mặt cho cả anh Linh, xin rất mong quý vị hãy thông cảm, chính Thụy Điển làm khó anh Linh. Trong khi tất cả nghệ sĩ đều có mặt hết, không hiểu lý do gì. Và họ nói một câu rất là đầy ngang trái rằng thứ hai họ trả visa. I don't know why. Em không thể hiểu tại sao, nếu mà em biết tại sao thì em cho visa rồi đó chị. Em bực bội lắm rồi đấy, em bực bội lắm á. Cả đoàn chúng em chờ đợi. Tôi thực sự thưa với quý vị, anh Linh sẽ trở lại châu Âu vào năm tới. Quyên hứa với quý vị, lần tới này Quyên sẽ cố gắng bằng mọi cách, bằng mọi quan hệ của mình, Quyên xin visa châu Âu cho anh Linh. Quyên hứa với quý vị luôn. Bởi vì không có gì là khó cả, chúng em chỉ đi diễn một cách rất bình thường, nhưng đôi khi có một vài chuyện nhạy cảm nào đó. Mà thực sự là những nơi cấp visa họ rất là cảm tính. Họ quá cảm tính thì họ mới cho cả đoàn đánh Linh thì ở lại chứ. Đúng không ạ? Hôm nay mọi người thấy không một ai vắng mặt hết. Rất khổ tâm cho ban tổ chức, rất mất công, rất khổ tâm cho anh Linh đang ngồi ở nhà. Và nhờ Quyên là em gái nói dùm anh nhé, là năm sau anh trở lại châu Âu, anh sẽ không hài nữa mà anh múa lửa luôn. Anh thoát đi múa lửa, anh cảm ơn khán giả, anh đền bù cho khán giả. Quyên hy vọng là đêm nay chúng ta vẫn là một đêm tuyệt vời dành cho nhau, bởi tất cả những sự cống hiến của anh chị em nghệ sĩ, bởi tất cả sự cảm thông của quý vị. Và quý vị hãy dám chờ đợi, năm nay anh Linh sẽ trở lại châu Âu với quý vị nhé.